Các bạn đang nghe truyện gia tộc cuộc khởi từ làm gia gia bắt đầu trên kênh TV Audio CV. Chương 57, Thương Vong Hai người không nói nhiều, sau khi chào hỏi xong, cả hai đều bận rộn. Tuy trận chiến đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều việc chờ họ xử lý. Dương Chính Sơn chỉ tham gia trận chiến trên đỉnh núi, còn Chu Lan và những người khác đã phải chạy trốn hơn 10 dặm, vừa đánh vừa lui, để lại không ít xác chết và người bị thương, cần họ xử lý. Chu Lan và những người khác không vào thôn, mà chỉ nghỉ ngơi tạm thời trên sườn đồi. Dương Chính Sơn cũng không để ý đến họ, vội vã chạy về thôn. Tình hình thế nào, từ khoảng đất trống đầu thôn, hắn hỏi Dương Chính Tường. Chết 6 người, bị thương nặng 12 người, bị thương nhẹ 23 người. Sắc mặt Dương Chính Tường vô cùng nặng nề. Toàn thân Dương Chính Sơn rung lên, hắn đã sớm đoán được trận chiến này sẽ có thương vong và thương vong không nhỏ nhưng khi sự việc xảy ra, hắn vẫn cảm thấy khó có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ không phải lúc đau buồn, hắn quay người chạy vào bếp, lấy một cái thùng nước, lấy hết nước linh tuyền hiện có. Tổng cộng chỉ có ba bát. Trước tiên hãy cho họ uống chút nước, Dương Chính Sơn không quan tâm đến những người khác, chia ba bát nước linh tuyền cho 12 người bị thương nặng nước linh tuyền có tác dụng chữa thương nhưng không đến mức cải tử hoàn sinh hắn chỉ có thể tận nhân lực nghe thiên mệnh nhưng dương gia thôn không thiếu thảo dược chữa thương ngoài da y võ không phân gia mặc dù dương gia thôn không có đại phu giỏi nhưng không ít người biết cách chữa bong gân chấn thương và vết thương ngoài da còn việc mời đại phu hiện tại căn bản không làm được hồ tộc vượt biên giới lòng người hoang mang không ai dám chạy lung tung ngay cả thành huyện cũng đóng cửa cho dù họ muốn mời đại phu cũng không có chỗ để mời đợi đến khi dương chính sơn bận xong mới chú ý thấy xung quanh vang lên tiếng khóc thang sinh ly tử biệt sáu người tử trận có nghĩa là sáu hộ thôn dân mất đi người thân mười hai người bị thương nặng có nghĩa là mười hai hộ thôn dân đang trong cảnh lo lắng và đau buồn dương chính sơn nhìn những người thôn dân đang khóc thang tâm trạng càng thêm nặng nề dương chính tường không biết từ lúc nào đã đến trước mặt hắn vỗ vai hắn không phải lỗi của ngươi ta đương nhiên biết không phải lỗi của ta nếu chúng ta không đánh trận này thì không lâu nữa những kỵ binh hồ tộc đó sẽ đến tấn công thôn chúng ta trận chiến này không phải vì ta mà là vì mọi người dương chính sơn lắc đầu nhẹ giọng nói hắn không cảm thấy tội lỗi vì điều này có lẽ hắn có chút ích kỷ nhưng hắn tự cho rằng tất cả những gì mình làm đều là vì dương gia thôn đều là vì tộc dương thị nhưng không cảm thấy tội lỗi không có nghĩa là không đau buồn từng sinh mạng trẻ trung cứ thế mà tiêu tan, hơn nữa đều là những thanh niên trẻ mà hắn quen biết, ngày thường đều gọi hắn là chính sơn thúc, chính sơn gia gia. Họ còn quá trẻ, người nhỏ nhất mới 16 tuổi nhưng họ đã ra đi như vậy. Tộc trưởng, họ đều hy sinh vì dương gia thôn. Dương Chính Sơn nghiêm túc nói. Ta biết. Dương Chính Tường nói. Dương Chính Sơn nhẹ lắc đầu, nói, tộc trưởng, ý của ta là dương gia thôn nên đền bù cho những người hy sinh bằng cách phụng dưỡng cha mẹ của những người hy sinh nuôi dưỡng vợ con của họ dương chính tường vuốt bộ râu bạc trắng nên như vậy chỉ là hắn không nói hết câu nhưng dương chính sơn hiểu được sự khó xử của hắn tộc dương thị không có tài sản của dòng họ vậy thì lấy gì để đền bù kêu gọi những người khác trong tộc đóng góp ư rõ ràng là không được cuộc sống của mọi người đều rất nghèo khổ căn bản không có gì để cho đi hơn nữa một khi làm như vậy rất có thể sẽ gây ra một số mâu thuẫn không đáng có có thể khiến những người khác trong tộc càng thù địch với người thân của những người hy sinh bây giờ không có cách nào nhưng chúng ta không thể quên sự hy sinh của họ đợi đến khi có tài sản của dòng họ thì nhất định sẽ đền bù cho họ cha mẹ vợ con của họ cũng phải được chăm sóc nhiều hơn tuyệt đối không được để ai bắt nạt họ dương chính sơn nghiêm túc nói tuy tộc dương thị còn được coi là đoàn kết nhưng không có nghĩa là trong tộc không có kẻ hiểm ác ăn chặn của người chết tức hiếp người già yếu bắt nạt hài tử cũng không phải là không có những chuyện đã xảy ra trước đây dương chính sơn không thể thay đổi nhưng sau này hắn quyết không cho phép ai làm như vậy nữa nghe hắn nói vậy dương chính tường cũng coi trọng chuyện này ta sẽ dặn dò ngươi yên tâm đêm tàn trời sáng cả đêm toàn bộ dương gia thôn chìm trong đau thương ngay cả không khí trong nhà dương chính sơn cũng trở nên nặng nề khác thường mặc dù trận chiến này người nhà họ dương đều bình an vô sự nhưng thôn mất đi nhiều người như vậy tâm trạng của mọi người vẫn vô cùng nặng nề một đêm không lời sáng hôm sau dương minh chí đã sớm thay dương minh huy đi tuần tra mặc dù vừa trải qua một trận chiến nhưng nhiệm vụ canh gác của dương gia thôn vẫn không được lơ là việc cảnh giới và tuần tra vẫn không thể thiếu. May thay, Dương Chính Sơn không cần phải đích thân lo lắng những việc này nữa, Dương Minh Thành, Dương Minh Chí và Dương Minh Vũ sẽ bàn bạc để xử lý ổn thỏa những việc này. Ăn sáng xong, đúng lúc Dương Chính Sơn chuẩn bị đi thăm những người bị thương thì Dương Minh Chí vội vã quay trở lại. "Cha, vị tướng quân hôm qua muốn gặp cha, ngài ấy có chuyện gì à?" Dương Chính Sơn cao mày hỏi. "Đêm qua, hắn không cho những tướng sĩ biên quân đó vào thôn." chỉ cho người mang nước nóng và lương thực đến cho họ hắn đối xử với biên quân tốt hơn một chút so với hồ tộc nhưng cũng không phải không có phòng bị đừng nghĩ rằng quân đội đại vinh là người nhà trên thực tế rất nhiều dân thường đã chết dưới lưỡi dao đồ tể của chính quân đội đại vinh có những tên lính còn đáng sợ hơn cả sơn tặc và kỵ binh hồ tộc con không biết vị ấy đang đợi ở phía sau thôn dương minh chí nói dương chính sơn suy nghĩ một chút rồi đi về phía sau thôn khi đến phía sau thôn hắn thấy chu lan đang chỉ huy hàng chục binh lính quân vác rất nhiều thứ thảo dân bái kiến tướng quân dương chính sơn cúi đầu chắp tay nói tráng sĩ đã cứu mạng ta không cần đa lễ chu lan chắp tay đáp lễ nói dương chính sơn ngẩng đầu nhìn chu lan nhưng khi nhìn thấy ông lại ngây người nữ nhân mặc dù hai người đã cùng nhau chiến đấu vào ngày hôm qua nhưng hắn thực sự không để ý rằng vị tướng quân này lại có thể là một nữ tử điều này cũng không trách hắn được ngày hôm qua toàn thân chu lan chật vật khuôn mặt xám xịt không thể nhìn rõ dung nhan thật thêm vào đó giọng nói của nàng khàn khàn nghe giống như giọng của nam tử vì vậy dương chính sơn rất tự nhiên cho rằng đây là một nam nhân thấy dương chính sơn ngây người chu lan cười nói tráng sĩ còn chưa biết thân phận của ta phải không ta là chu lan tướng quân du kích thuộc trấn tiêu tả doanh trấn trùng sơn dương chính sơn lại một lần nữa ngây người chế độ quân sự của đại vinh được chia thành hai loại chế độ vệ sở và chế độ mộ binh chế độ vệ sở có nghĩa là từ kinh đô đến phủ huyện đều thiết lập vệ sở bên ngoài thống nhất với đô ti bên trong thống nhất với ngũ quân đô đốc phủ chế độ mộ binh là dùng bạc để chiêu mộ tướng sĩ tuyển mộ sĩ tốt theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt không chỉ được cấp quân lương mà còn được miễn trừ giao dịch thuế má chế độ vệ sở là quân đồn điền kết hợp thủ đồn còn chế độ mộ binh là bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp. Biên quân vừa có chế độ vệ sở vừa có chế độ mộ binh. Các đồn bốt trên tuyến phòng thủ biên giới đều thuộc về đồn vệ, vừa trồng trọt vừa bảo vệ đồn bốt. Còn trấn tiêu doanh là mộ binh, trấn trùng sơn có 5 trấn tiêu doanh, tiền, hậu, tả, hữu, trung, mỗi doanh có từ 3.000 đến 5.000 người, đều là tinh nhuệ. Năm đó, nguyên thân chính là thông qua mộ binh gia nhập vào biên quân, dựa vào tu vi võ giả trở thành một tiểu binh của trấn tiêu tiền doanh trấn trùng sơn vì vậy dương chính sơn cũng hiểu biết đôi chút về trấn tiêu doanh của trấn trùng sơn không ngờ nữ tử trước mắt này lại có thể là tướng quân du kích của trấn tiêu tả doanh tướng quân du kích thường do đô chỉ huy phó đảm nhiệm nói cách khác người này rất có thể là một võ quan chính tam phẩm chính tam phẩm trong mắt dương chính sơn lóe lên một tia khác thường Điều này không phù hợp với quy tắc của trấn Tiêu Doanh, trấn Tiêu Doanh thực hiện chế độ mộ binh, từ trước đến nay đều lấy người mạnh làm đầu. Nói một cách đơn giản, muốn đảm nhiệm chức vụ quan trọng thì phải có tu vi và thực lực tương ứng. Tướng quân Du Kích là chủ tướng của một doanh, tham chiếu theo ký ức của nguyên thân, ít nhất cũng phải có tu vi hậu thiên tầng 5 trở lên mới đúng. Nhưng nữ tử trước mắt này chỉ nên có tu vi hậu thiên tầng 3. Xuất hiện tình huống này, Dương Chính Sơn chỉ nghĩ đến hai nguyên nhân, một là trấn Tiêu Doanh hiện nay có chút khác biệt so với trấn Tiêu Doanh 20 năm trước, cho nên không phù hợp với quy tắc trong ký ức của nguyên thân. Hai là thân phận bối cảnh của nữ tử này không tầm thường, có thể phá vỡ một số quy tắc của biên quân. Cũng có thể là cả hai nguyên nhân đều có. Nhưng những điều này đều không liên quan đến Dương Chính Sơn. Dương Chính Sơn chỉ suy nghĩ một chút, lại một lần nữa cúi người bái lại bái kiến chu tướng quân tráng sĩ đã cứu mạng ta không cần phải khách sáo nếu tráng sĩ không phiền thì có thể gọi thẳng tên ta dương đại ca chu lan nói tiếng dương đại ca này của nàng khiến dương chính sơn không khỏi giật mình có ý gì sao lại gọi là đại ca rồi mặc dù hắn đã giúp chu lan một việc lớn nhưng cũng không đến mức gọi thân thiết như vậy chứ đây chính là xã hội phong kiến lễ giáo nam nữ giống như một cái gông cùng trói chặt mọi người đừng nói đến việc gọi đại ca nam nữ xa lạ mà nói chuyện với nhau cũng phải cẩn thận từng ly từng tí ở thôn đã như vậy càng không cần phải nói đến những gia tộc danh giá đủ loại quy tắc cứng nhắc càng khiến người ta phát điên còn về việc nữ tử nhập ngũ thì cũng không phải là không có tiền lệ võ đạo thịnh hành quân đội cần những võ giả mạnh mẽ mà trong số các nữ tử cũng có rất nhiều cao thủ võ đạo cho nên trong quân đội không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một số nữ tử kỳ lạ những nữ tử kỳ lạ này có lẽ sẽ được nới lỏng hơn một chút về những quy tắc cứng nhắc đó nhưng vẫn có một số quy tắc phải tuân thủ vừa lên đã gọi đại ca điều này có phần hơi mất phép tắc nhưng dương chính sơn giật mình không phải vì chu lan mất phép tắc hắn là người xuyên không sao có thể để ý đến những quy tắc lộn xộn đó hắn giật mình là vì tiếng đại ca của chu lan gọi quá ôn nhu đúng vậy chính là ôn nhu giọng nói đó như mang theo lưỡi câu đâm vào tim dương chính sơn hôm qua nữ tử này nói chuyện còn khó nghe như tiếng xé vải rách hôm nay tiếng đại ca này gọi khiến trái tim dương chính sơn tê dại mẹ kiếp nữ tử này bị bệnh à hắn không phải cảm thấy giọng nói này rất hay mà là cảm thấy rất khó chịu nổi cả da gà một tiếng đại ca khiến dương chính sơn không tự chủ được lùi lại một bước mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn chu lan Lúc này hắn mới phát hiện ra, nữ tử Chu Lan này có vẻ rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mắt to, mí kép, ngũ quan tinh xảo, chỉ có làn da hơi thô ráp. Tuổi tác có lẽ khoảng 30, vóc dáng, ừm, không nhìn ra, nàng mặc một bộ giáp bông, bọc kín cơ thể, không nhìn ra nông sâu. Phỉ vui, ánh mắt có phải hơi lệch lạc rồi không? Dương Chính Sơn vội vàng thu hồi tầm mắt, cười trừ nhìn Chu Lan, Chu Tướng Quân, vẫn nên gọi tên ta đi, gọi hắn là đại ca hắn thực sự không chịu nổi đến giờ da gà vẫn chưa hết chu lan dường như cũng cảm thấy tiếng đại ca của mình gọi có phần quá ôn nhu trên mặt không khỏi ửng hồng chính sơn huynh trong lúc bối rối nàng cố tình làm giọng mình khàn khàn rồi gọi lại ừ ừ như vậy thoải mái hơn nhiều dương chính sơn lau mồ hôi trên trán quá ngượng ngùng ta cũng không phải chưa từng gặp phụ nữ nhưng tiếng đại ca này của tướng quân khiến ta thực sự không chịu nổi. Ngài không phải đang gọi người, ngài đang câu hồn đấy. Mặt Chu Lan càng đỏ hơn. Khụ khụ. Nàng khẽ ho một tiếng, xoa dịu sự ngượng ngùng trong lòng, sau đó chỉ vào một đống đồ lớn phía sau, nói, đây là chiến lợi phẩm, chiến công thuộc về bọn ta, chiến lợi phẩm thuộc về các ngươi, ôi chao, giả tạo quá, mất mặt quá, đều tại tên khốn nạn bò con, cứ bắt ta phải giả vờ yếu đuối nói rằng yếu đuối một chút sẽ khiến tang đã nói từ lâu rồi lão nương không phải là người yếu đuối chu lan vừa chỉ vào chiến lợi phẩm trên sườn đồi vừa thầm chửi rủa trong lòng dương chính sơn không biết những lời chửi rủa trong lòng nàng ngẩng đầu nhìn lên sườn đồi chỉ thấy những tên lính như kiến tha mồi chuyển đến một đống đồ lớn có áo giáp áo bông binh khí cung tên còn có hơn chục con ngựa chết đủ loại chất thành một đống lớn chiến mã không thể đưa cho các ngươi mặc dù chiến mã cũng là chiến lợi phẩm nhưng hiện tại bọn ta rất cần chiến mã chỉ có thể tạm thời chiếm dụng đợi khi rảnh rỗi ta sẽ đền bù cho các ngươi chu lan thấy ánh mắt dương chính sơn dừng lại ở những con ngựa chết có chút ngượng ngùng nói trận chiến trước đó có thể nói là dương chính sơn đã cứu mạng họ có lẽ họ có thể chạy trốn vào trong núi nhưng đợi đến khi họ chạy đến nơi thì e rằng cũng không còn mấy người sống sót vì vậy nàng vẫn luôn nói lời cảm ơn cứu mạng người ta đã cứu mình mình còn chiếm dụng chiến lợi phẩm của người ta điều này khiến chu lan cảm thấy rất ngượng ngùng dương chính sơn nhìn những thứ đó không từ chối rất sảng khoái chấp tay cảm ơn cảm ơn tướng quân đã thông cảm dương gia thôn thực sự cần những thứ này những thanh niên tử trận và bị thương ngày hôm qua đều cần tiền để an ủi đừng nói tiền không thể đổi được mạng người đối với người dân thường tiền chính là mạng sống lương thực chính là mạng sống Mặc dù những thứ trước mắt trông có vẻ lộn xộn, như thể không đáng giá nhưng thực tế thì giá trị của những thứ này không hề rẻ. Ví dụ như những bộ áo giáp da, dù đã cũ nát cũng có thể đổi được hơn chục lạng bạc, còn những con ngựa chết kia, nếu bán đi cũng có thể thu được rất nhiều bạc, nếu không bán được thì cũng có thể chia cho mọi người ăn. Còn những thứ này nữa. Chu Lan lại lấy ra một túi vải từ phía sau. Túi vải rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm kim loại giòn tan. Dương Chính Sơn nheo mắt, đưa tay nhận lấy túi vải. Túi vải đầy ắp toàn là tiền bạc, những thứ này đều cho bọn ta ư. Dương Chính Sơn kinh ngạc nói. Ừm, so với tiền bạc, bọn ta cần chiến công hơn. Chu Lan nói. Dương Chính Sơn cân thử trọng lượng của túi vải, sợ rằng phải có 7-80 cân. 7-80 cân bạc, cho dù phần lớn là tiền đồng thì ước tính cũng phải có vài trăm lạng bạc. Người tốt thật vài trăm lạng bạc nói tặng là tặng có thể có thêm nhiều người tốt như vậy không dương chính sơn nhìn chu lan như nhìn của hiếm lạ những thứ khác có thể nói là vì không mang đi được chỉ có thể làm ơn tình tặng cho hắn nhưng số tiền này lại chứng minh rằng đối phương thực sự muốn đền bù cho họ vậy tại hạ xin nhận ừ chu lan đương nhiên không biết dương chính sơn đã phát cho nàng một tấm thẻ người tốt thật ra với thân phận của nàng thì căn bản không để tâm đến mấy trăm lạng bạc này nếu không phải nàng không mang theo tiền bạc trên người thì nàng còn muốn tặng cho dương chính sơn nhiều hơn nữa tại hạ còn có việc gấp phải xử lý không thể nán lại lâu được đợi bọn ta đánh đuổi được đám giặc hồ sẽ đến tận nhà cảm tạ nói xong chu lan hướng về phía dương chính sơn không người hành lễ sau đó nàng quay người dẫn theo một đám tướng sĩ rời đi dương chính sơn nhìn theo bóng lưng của họ trầm ngâm suy nghĩ đánh đuổi đám giặc hồ có thể làm được không cha, những thứ này đều là của chúng ta ư? Ừ, ngay khi Dương Chính Sơn đang nghĩ đến việc biên quân có thể đánh đuổi được hồ tộc xâm nhập hay không, Dương Minh Chí đã chạy đến với vẻ mặt vui mừng. "Đúng vậy, đều là của chúng ta." Dương Chính Sơn liếc nhìn túi vải trước mặt và những thứ ở đằng xa, nhàn nhạt nói, "Mang hết những thứ này đến chỗ tộc trưởng đi, được." Dương Minh Chí vui vẻ sắp xếp người bắt đầu vận chuyển. Đến chiều, Dương Chính Tường mới thống kê xong số vật tư này. Có 18 con ngựa chết, 12 bộ áo giáp da còn nguyên vẹn, 34 bộ áo giáp da bị hỏng, 24 chiếc cung dài, 72 thanh trường đao. Có 483 lạng bạc. Ngoài ra còn có một số thứ linh tinh khác như dao găm, dao ngắn, yên ngựa, thịt khô, lương thực, vân vân nói thật, biên quân dọn dẹp chiến trường đúng là tỉ mỉ, đến cả yên ngựa cũng không bỏ sót. Đáng tiếc, hồ tộc không thích dùng trường thương, còn thanh niên Dương Gia thôn không giỏi sử dụng trường đao. Những thứ này nên phân chia như thế nào? Dương Chính Tường hỏi Dương Chính Sơn. Dương Chính Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, tất cả ngựa chết đều giết thịt, chia theo nhân khẩu mỗi hộ, những bộ áo giáp da bị hỏng, xem có thể chấp vá thành mấy bộ hoàn chỉnh được không, đến lúc đó ta sẽ phân chia sao. Còn cung tên, lát nữa ta sẽ xem có ai biết dùng cung tên không nếu có thì phân phát xuống, tiền bạc, hắn trầm ngâm một chút rồi nói, mỗi người tham chiến được hai lạng, mỗi người bị thương nhẹ được bốn lạng, mỗi người bị thương nặng được mười lạng, người chẳng may tử trận thì được hai mươi lạng. Những thứ khác sau này bán đi, mua một số tài sản cho tộc, tộc trưởng thấy thế nào, dương chính tường vuốt trâu nói, dù là luyện tập hay chiến đấu, ngươi đều bỏ sức nhiều nhất, ngươi nên lấy nhiều hơn một chút. Không cần, chúng ta không phải quân đội, trong quân đội thì đương nhiên là sĩ quan lấy phần lớn còn chúng ta là đồng tộc vốn nên giúp đỡ lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau so với ta thì họ cần số tiền này hơn dương chính sơn lắc đầu nói bây giờ hắn không thiếu bạc mặc dù số bạc hắn kiếm được trước đó đã tiêu gần hết nhưng hắn kiếm bạc dễ hơn những người khác không cần phải tranh giành chút bạc này với thôn dân của dương gia thôn tất nhiên ta cũng sẽ chọn một số thứ khác coi như là phần thưởng cho công sức của ta dương chính sơn cười nhẹ vừa rồi hắn nhìn thấy một vài món đồ khá ưng ý trong số những thứ lộn xộn đó không phải là thứ gì có giá trị chỉ là một số thứ khá hữu dụng ví dụ như có một con dao găm mà hắn rất thích dương chính tường cũng cười theo được ngươi cứ tùy ý chọn sau đó dương chính sơn đã chọn một vài món đồ nhỏ mà mình thích mang đi những thứ còn lại dương chính tường sẽ đến phân chia không cần hắn phải lo lắng bây giờ vẫn chưa phải lúc để thư giãn mặc dù hôm qua họ đã đánh lui được một đợt quân địch nhưng ai biết được tiếp theo sẽ có quân địch nào khác đến xâm lược hay không hơn nữa dương chính sơn còn lo lắng những kỵ binh hồ tộc hôm qua sẽ quay lại trả thù vì vậy sau khi bàn bạc với dương chính tường hắn lập tức tham gia vào công tác bảo vệ dương gia thôn nhưng dường như nỗi lo lắng của hắn là thừa những ngày sau đó không cớ một kỵ binh hồ tộc nào xuất hiện gần dương gia thôn huyện an ninh lại có tuyết rơi tuyết rơi dày như lông ngỗng chỉ sau một đêm mặt đất đã khoác lên mình một tấm áo mới sáng sớm dương chính sơn thức dậy đẩy cửa nhưng không đẩy ra được độ dày của tuyết đã đến bắp chân dương chính sơn phải dùng một chút sức mới đẩy cửa ra được cha thấy dương chính sơn đi ra những người nhà họ dương đang dọn tuyết ồn ào chào hỏi dương chính sơn bình tĩnh gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía sau núi chỉ thấy khắp núi đồi phủ một màu trắng xóa như thể cả thế giới đã biến thành một thế giới băng tuyết thấy vậy Đôi mắt Dương Chính Sơn sáng lên. Cuộc chiến này sắp kết thúc rồi, tuyết rơi dày, kỵ binh Hồ tộc không thể cướp bóc khắp nơi, lúc này chúng chỉ có thể rút khỏi lãnh thổ Đại Vinh. Tuyết lớn sẽ hạn chế hành động của chúng, tất nhiên cũng sẽ hạn chế biên quân biên truy quét chúng, nhưng đây dù sao cũng là lãnh thổ Đại Vinh, Hồ tộc không thể ở lại lãnh thổ Đại Vinh để cướp bóc trong thời gian dài. Một trận tuyết lớn đủ sức thay đổi cục diện của một cuộc chiến. Trận tuyết lớn này, hẳn có thể rút ngắn thời gian cướp bóc của Hồ tộc. Ra, tuyết trên núi chắc rất dày. Dương Minh Thành đi đến bên cạnh Dương Chính Sơn, lo lắng nói. Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, nói, một lát nữa con vào núi xem thử đi, hắn biết Dương Minh Thành lo lắng điều gì. Khương Gia và Dương Vân Yên Năm ngoái Khương Gia thôn gặp nạn cướp bóc, tổn thất thảm trọng, mà giờ lại phải đối mặt với sự cướp bóc của kỵ binh hồ tộc, vì vậy từ rất sớm dân thôn của Khương Gia thôn đã trốn vào trong núi. Hoàn cảnh trong núi gian khổ, hơn nữa Dương Vân Yên lại đang mang thai. Tính theo ngày thì Dương Vân Yên đã mang thai được 7 tháng. Sinh nở thời xưa không dễ dàng, giờ Dương Vân Yên lại trốn trong núi, chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể sẽ là cảnh một xác hai mạng. Đưa Minh Hạo theo. Cẩn thận một chút. Dương Chính Sơn dạng dò. Rừng núi sau trận tuyết lớn càng nguy hiểm hơn, để Dương Minh Thành và Dương Minh Hạo đi cùng nhau cũng có bạn, nếu chẳng may gặp chuyện bất trắc, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau con biết rồi cha dương minh thành cười toe toét đúng như dương chính sơn dự đoán ba ngày sau dương gia thôn đã nhận được tin tức toàn bộ kỵ binh hồ tộc đã rút lui khỏi huyện an ninh trong nháy mắt cả dương gia thôn đều chìm trong tiếng reo hò tâm trạng căng thẳng và lo lắng trước đó đã tan biến thay vào đó là một bầu không khí nhẹ nhõm ngay cả dương chính sơn cũng thở phào nhẹ nhõm nói thật khoảng thời gian này áp lực của hắn rất lớn sinh mạng của gần một nghìn dân thôn trong toàn bộ dương gia thôn đè nặng lên đôi vai của hắn khiến hắn không thể ngủ ngon chỉ sợ ban đêm kỵ binh hồ tộc sẽ vào thôn may mắn thay giờ thì mọi chuyện đã qua cuối cùng cũng kết thúc rồi dương chính tường đến nhà họ dương vui mừng nói đúng vậy cuối cùng cũng kết thúc rồi dương chính sơn như trút được gánh nặng nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước đó rất nhiều sự chuẩn bị của họ đều không được sử dụng chẳng hạn như vật tư vận chuyển đến núi trước đó họ vẫn phải mang về dương chính sơn không cho rằng đây là lãng phí thời gian nói thật bây giờ hắn rất vui vì dương gia thôn không bị buộc phải trốn vào trong núi đừng nghĩ rằng trốn vào trong núi là có thể vô lo vô nghĩ trốn vào trong núi có nghĩa là họ đã từ bỏ dương gia thôn mà việc cả nhà kéo nhau vào núi cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro vì vậy dương chính sơn thà lãng phí hết những sự chuẩn bị trước đó còn hơn để dân thôn của dương gia thôn trốn vào trong núi Ngoài ra, còn một việc nữa cũng phải đưa vào chương trình nghị sự, đó là việc cày cấy mùa xuân. Giờ đã là tháng 3, theo thời tiết của huyện An Ninh, thường thì việc cày cấy mùa xuân sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 đến tháng 4. Sau trận tuyết lớn, thời tiết ấm lên, người dân cũng nên chuẩn bị cho việc cày cấy mùa xuân. Việc cày cấy mùa xuân ở đây không giống với kiếp trước, kiếp trước có thể sử dụng máy móc lớn, một giờ có thể cày được hàng chục mẫu đất, còn ở đây, một ngày cày được một mẫu đất đã là tốt lắm rồi. Nói đến đây, Dương Chính Sơn vẫn luôn lo lắng vì kỵ binh Hồ tộc vào biên giới sẽ làm chậm trễ việc cày cấy mùa xuân, trước Tết hắn vừa mới mua 100 mẫu đất, lúc đi biếu quà Tết hắn còn nhờ Lục Gia giúp hắn tìm vài tá điền, nếu kỵ binh Hồ tộc không thể rút lui trước khi cày cấy mùa xuân thì 100 mẫu đất hắn mua kia e rằng sẽ phải bỏ hoang một năm. May thay, kỵ binh Hồ tộc đã rút lui. Dương Chính Tường nói chuyện với Dương Chính Sơn một lúc, rồi đi chuẩn bị hậu sự cho những thanh niên đã hy sinh. Thi thể của họ đã nằm đó hơn 10 ngày, phải nhanh chóng chuẩn bị tang lễ mới được. Người của tộc Dương Thị đều được chôn cất ở Nghĩa Trang sau núi, sau khi biết tin kỵ binh hồ tộc rút lui, Dương Gia Thôn đã bận rộn trong hai ngày mới hoàn thành tang lễ. Vì thi thể đã nằm quá lâu, hơn nữa tình hình hiện tại vẫn chưa sáng tỏ nên tang lễ được tổ chức rất đơn giản. Thời gian trôi qua, mặt đất đóng băng dần tan, cái lạnh giá của phương Bắc cũng dần lui đi, dương gia thôn cũng thoát khỏi bầu không khí đau thương cứ như thể cả thế giới đã hồi sinh từ sự im lặng những cánh đồng vốn trống trải giờ đã có người đi lại những người bán hàng rong đi khắp nơi đã đến dương gia thôn những người dân trốn trong núi đã trở về nhà các nha dịch của huyện nha đã ra khỏi thành bắt đầu khuyến khích nông dân mọi thứ dường như đã trở lại như cũ nhưng dương chính sơn biết rằng lần xâm nhập biên giới này của hồ tộc là một thảm họa không nhỏ đối với người dân phương bắc huyện An Ninh cách biên giới hơn 300 dặm, đã có không ít thôn xóm bị hồ tộc cướp bóc, húng chi là những người dân ở gần biên giới. Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa kết thúc, hồ tộc có thể xâm nhập một lần thì cũng có thể xâm nhập lần thứ hai, còn Đại Vinh bị thiệt hại lớn như vậy, e rằng cũng sẽ không chịu ngồi yên. Có thể thấy, biên giới Đông Bắc đã bình yên trong 20 năm sẽ không còn bình yên trong vài năm tới. Lần xâm nhập biên giới này của hồ tộc chỉ là sự khởi đầu, báo hiệu rằng hồ tộc Đông Hải đã trỗi dậy một lần nữa, báo hiệu rằng biên giới đông bắc của đại vinh sẽ không còn yên ổn nữa nhưng những chuyện này đều không liên quan đến dương chính sơn bây giờ hắn chỉ là một thường dân không thể thay đổi được gì chỉ có thể thuận theo dòng chảy hôm nay dương chính sơn đến khương gia thôn một chuyến để thăm dương vân yên sau khi đại nữ nhi trở về từ trong núi thai nhi có chút không ổn định khương gia đã mời đại phu đến khám nhưng dương chính sơn không yên tâm đích thân đến huyện thành mời tống nguyên bác tống nguyên bác chính là đại phu giỏi nhất huyện an ninh Dương Chính Sơn đã phải tốn đến hai lạng bạc để mời hắn đến khám bệnh. Đây cũng là do Tống Nguyên Bác nể mặt hắn đã bán nhân sâm núi trước đó, nếu không thì lão già này sẽ không đến khám bệnh tận nhà. Thể chất của đại cô nương khá tốt, mặt có động thai nhẹ nhưng không đáng ngại, chỉ cần uống hai thang thuốc an thai là được. Ở Khương Gia, Tống Nguyên Bác chẩn mạch xong cho Dương Vân Yên thì nói như vậy. Các cô nương nhà họ Dương đều tập võ, Dương Vân Yên đương nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù võ công của dương vân yên chỉ ở mức thường thường bậc trung nhưng thân thể lại tốt hơn nhiều so với những cô nương khác dương chính sơn lúc này mới yên tâm vậy thì tốt khương lão ca chiều nay bảo khương hách đến huyện thành mua thuốc đi được được khương thành đương nhiên không có lý do gì để từ chối bây giờ khương thành hơi cả nể dương chính sơn mặc dù tuổi tác của hắn lớn hơn dương chính sơn nhưng hắn không có tư cách để ra vẻ trước mặt dương chính sơn chưa nói đến chuyện trước đây dương chính sơn đã cứu khương gia chỉ nói đến lần này khương gia có thể trốn vào trong núi cũng là nhờ chiếm tiện nghi của dương gia thôn nơi ở tạm thời và đồ ăn thức uống mà họ đã sử dụng ở trong núi đều là do dương gia thôn chuẩn bị trước đó con cứ dưỡng bệnh cho khỏe trong nhà còn có việc cha về trước đây dương chính sơn nhẹ giọng nói với dương vân yên có lẽ ngay cả dương chính sơn cũng không nhận ra bây giờ hắn đối với con cái nhà họ dương ngày càng hiền từ và dịu dàng có chút dáng vẻ của một phụ thân già. Tâm thái của con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh. Lúc đầu, Dương Chính Sơn nhìn con cháu đầy đàn thì thấy khó chịu nhưng bây giờ hắn đã thực sự hòa nhập vào Dương Gia và coi mọi người trong Dương Gia như người thân của mình. Quan tâm đến con cái, yêu thương Tôn Nhi. Một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng bỗng chốc biến thành một phụ thân già, một gia gia tốt. Điểm mấu chốt là Dương Chính Sơn vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong tâm thái của mình. Cha, con không sao cha về nhanh đi dương vân yên mặt mày hạnh phúc nói ừ con nghỉ ngơi cho khỏe sau đó dương chính sơn đưa tống nguyên bác rời khỏi khương gia khương thành còn muốn giữ hắn lại ăn cơm nhưng hắn từ chối hắn không nói dối trong nhà thực sự còn có việc đang chờ hắn về xử lý trở về dương gia dương chính sơn trước tiên sắp xếp cho dương minh chí đánh xe bò đưa tống nguyên bác về huyện thành sau đó lại cùng dương minh thành đến đầu thôn phía tây hôm qua lục văn xuân đã đưa đến cho hắn bốn hộ tá điền sau này bọn họ sẽ ở dương gia thôn để cày ruộng cho dương chính sơn dương gia thôn không còn nhà trống để cho họ ở vì vậy dương chính sơn đã bảo dương chính tường sắp xếp cho họ một mảnh đất hoang để họ tự xây nhà bây giờ nhà vẫn chưa xây xong họ chỉ có thể dựng lều trên đất hoang để ở họ phải tự xây nhà nhưng dương chính sơn sẽ trả tiền công tất nhiên ngôi nhà xây xong sẽ thuộc về dương chính sơn đương nhiên họ cũng không xây nhà gì tốt chỉ là nhà đất thôi Dương Chính Sơn chỉ sắp xếp cho họ một khối đất, quy hoạch sơ bộ một chút, còn lại đều do họ tự xây dựng. Hôm nay hắn đến đây chỉ muốn dẫn mấy hộ tá điền này đi phân chia ruộng cày. Bốn hộ tá điền, tổng cộng 28 nhân khẩu, trừ người già, trẻ em và người yếu ớt, còn có 16 người có thể xuống ruộng cày cấy. Cuộc sống của tá điền càng ngày càng gian khổ, trước đây bốn hộ tá điền này cày cấy ở trấn Thanh Hà, nói chung họ không muốn chuyển đến Dương Gia thôn dương chính sơn đã giảm một phần mười tiền thuê đất thì họ mới chịu đến đến đầu thôn phía tây nhìn những tá điền đang đắp đất dương chính sơn gọi những người chủ gia đình đến trước mặt phó lão đầu sau này bốn nhà các ngươi do ngươi quản lý ta sẽ giao bò cho ngươi nuôi khi cày ruộng thì luân phiên sử dụng dương chính sơn nói với một ông lão lưng gù lão gia yên tâm lão hữu nhất định sẽ nuôi bò béo tốt phó lão đầu cười tươi như hoa nói lão gia Dương Chính Sơn khẽ giật mình, mình cũng thành lão gia rồi. Đối với cách xưng hô này, trong lòng hắn có chút không quen. Nhưng hắn cũng hiểu có những chuyện, hắn phải thích ứng mới được. Từ giai cấp nông dân lên giai cấp bóc lột, hắn không muốn thích ứng cũng không được. Bây giờ hắn chỉ đối mặt với tá điền, tương lai hắn còn phải đối mặt với nô bộc. theo sự phát triển và lớn mạnh của dương gia, nô bộc chắc chắn sẽ vào dương gia. Đây là đại nhi tử ta, sau này chuyện đồng án do nó phụ trách các ngươi có chuyện gì thì tìm nó là được dương chính sơn giới thiệu dương minh thành với bốn hộ tá điền trong ba huynh đệ người giỏi cày ruộng nhất chính là dương minh thành nói thật để dương minh thành phụ trách việc cày ruộng có phần hơi lãng phí nhân tài dù sao dương minh thành hiện tại đã là võ giả nhưng dương chính sơn cũng có suy tính riêng của mình trên thế giới này coi trọng thứ tự trưởng ấu đích thứ dương gia không có thứ tử hay gì cả nhưng phải coi trọng thứ tự trưởng ấu khi dương chính sơn còn sống dương gia đương nhiên do hắn làm chủ nhưng nếu dương chính sơn không còn dương gia phải do dương minh thành gánh vác trước đây dương chính sơn để dương minh chí tham gia huấn luyện tham gia chiến đấu để dương minh thành phụ trách chăm sóc phụ nữ và trẻ em trong nhà chính là vì cân nhắc đến phương diện này mà tương lai dương gia cũng vậy nếu dương chính sơn ra ngoài phần lớn sẽ dẫn theo Dương Minh Chí và Dương Minh Hạo, còn Dương Minh Thành thì phải phụ trách trong nhà. Bây giờ để Dương Minh Thành phụ trách ruộng đất trong nhà, tương lai Dương Minh Thành còn phải phụ trách tất cả sản nghiệp trong nhà. Ngoài những điều này ra, tính cách cũng là một trong những lý do Dương Chính Sơn sắp xếp như vậy. Dương Minh Thành chất phát thật thà, tính tình trung thực, không thích hợp ra ngoài bôn ba, so với hắn, Dương Minh Chí thì lanh lợi hơn một chút, ra ngoài có thể làm trợ thủ đắc lực cho Dương Chính Sơn. Còn về Dương Minh Hạo, hờ hờ, tên tiểu tử này suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện cưới vợ, Dương Chính Sơn còn nghi ngờ trong đầu hắn toàn nước. Một tên nhi tử ngốc nghếch, Dương Chính Sơn lười để ý đến hắn. Lão hủ bái kiến đại gia. Phó lão đầu chấp tay chào Dương Minh Thành. Dương Minh Thành có chút ngượng ngùng cười nói, không cần như vậy, nhưng phó lão đầu vẫn làm theo ý mình, gọi Dương Chính Sơn là lão gia, gọi dương minh thành là đại gia hắn làm tá điền cả đời rất hiểu tính sĩ diện của các hương thân địa chủ cho dù dương chính sơn và dương minh thành tỏ ra rất hòa nhã hắn vẫn không dám có chút bất kính nào bởi vì sau này bọn họ phải ở dưới trướng nhà họ dương để làm việc kiếm cơm đừng tưởng tá điền giống như người đi làm công có thể tùy tiện nghỉ việc tùy tiện đình công bọn họ làm tá điền sợ nhất là chủ nhà xảy ra chuyện một khi chủ nhà xảy ra chuyện thì bọn họ phải tìm chủ nhà mới tất nhiên bọn họ cũng sợ bị chủ nhà đuổi bọn họ đi. Bọn họ là tá điền, nếu bị đuổi đi, sẽ mất một năm thu hoạch, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện mất mạng. Dương Chính Sơn cũng không quan tâm Dương Minh Thành có thể thích ứng với sự thay đổi về thân phận hay không, trực tiếp dẫn bọn họ đến ruộng đất. Mặc dù 100 mẫu ruộng hắn mua là ở Khương Gia Thôn nhưng thật ra những ruộng đất này cách Dương Gia Thôn rất gần, đi bộ chỉ mất 7-8 phút. Theo sức lao động của bốn hộ tá điền, Dương Chính Sơn chia một trăm mẫu đất này cùng với hai mươi mẫu đất trước đó cho bọn họ, mỗi hộ từ hai mươi đến bốn mươi mẫu không bằng nhau. Lúc trở về, khi bọn họ còn chưa vào thôn thì thấy Dương Minh Hạo vui vẻ chạy tới. Cha, cha, từ xa xa, Dương Chính Sơn đã nghe thấy tiếng gọi của hắn. Có chuyện gì? Đi đến gần. Dương Chính Sơn hỏi. Dương Minh Hạo cười hì hì. Cha, nữ tướng quân đến rồi, nữ tướng quân. Dương Chính Sơn nhướng mày nhớ đến chu lan hắn liền nghĩ đến tiếng gọi đại ca mang theo móc câu của nàng mẹ kiếp thật là phản cảm giống như một gã đàn ông rậm lông ngực gọi ngươi là ca ca vậy được rồi nói như vậy có hơi hạ thấp chu lan thật ra chu lan cũng rất xinh đẹp chỉ là ấn tượng của dương chính sơn về nàng vẫn dừng lại ở lúc nàng vung đao chém người vẻ ngoài hung dữ dáng vẻ oai hùng của nàng thật không nên có một mặt dịu dàng như vậy ngày ấy đến làm gì dương chính sơn vừa đi vừa hỏi nói là đến để cảm ơn cha đã cứu mạng cảm ơn dương chính sơn xoa xoa bộ râu dài một tấc trầm ngâm suy nghĩ hắn vốn tưởng rằng sau lần chia tay trước hắn và vị nữ tướng quân này sẽ không còn liên quan gì nữa hoặc là trong thời gian ngắn sẽ không có liên quan dù sao thì trước đó chu lan đã để lại không ít thứ cũng coi như báo đáp ân tình ra tay giúp đỡ của bọn họ không ngờ chuyện kỵ binh hồ tộc xâm nhập biên giới vừa kết thúc chu lan lại có thể nhanh chóng tìm đến tận cửa như vậy hắn có chút không hiểu mục đích đến đây của chu lan chỉ để cảm ơn thôi ư đi xem trước đã dương chính sơn bước nhanh về phía nhà khi hắn đến trước cửa nhà lập tức nhìn thấy gần trăm tướng sĩ cưỡi ngựa dừng lại ở con hẻm trước cửa nhà hắn còn có bốn chiếc xe ngựa trên xe chất đầy đồ nhưng được phủ bạc nên không biết trên xe chở những gì chu lan đứng trước một đám tướng sĩ sắc mặt bình tĩnh mọi người trong nhà họ dương đứng trong cửa vẻ mặt tò mò và kính sợ nhìn chu lan và những tướng sĩ biên quân xung quanh còn có rất nhiều thôn dân dương gia thôn vây xem bàn tán to nhỏ thảo dân bái kiến chu tướng quân dương chính sơn vội vàng tiến lên chắp tay chào chu lan nghiêng người vẫy tay cười nói chính sơn huynh không cần khách sáo tại hạ đến đây là để cảm ơn chính sơn huynh đã cứu mạng dương chính sơn đứng dậy nhìn nàng trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt nói chu tướng quân xin mời sau đó hắn dẫn chu lan vào nhà đồng thời còn nói với vương thị vừa tò mò vừa sợ hãi vợ lão đại dân trà nhà tranh vách đất tiếp đón không chu đáo mong chu tướng quân thứ lỗi chu lan đương nhiên sẽ không để ý đến sự đơn sơ của nhà họ dương nàng là tướng lĩnh điên cương thường xuyên phải nằm gió phơi sương chứ không phải là những tiểu thư khuê các nàng thích thú quan sát nhà họ dương nhà họ dương đúng là đơn sơ nhưng rất sạch sẽ vương thị và lý thị đều là những người chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa rất gọn gàng hai người bước vào nhà chính vương thị tay run run bưng nước trà lên dương chính sơn nhìn đôi tay run rẩy của nàng mặt tối sầm con dâu à chúng ta có thể thoải mái hơn một chút không chỉ là dân trà thôi mà có cần phải căng thẳng như vậy không nhưng hắn cũng hiểu tại sao vương thị lại căng thẳng vương thị chỉ là một thôn phụ cả đời này vị quan lớn nhất mà nàng gặp chính là dương chính tường một lý chính hôm nay đột nhiên gặp một vị tướng quân nàng không căng thẳng mới là lạ chu lan cũng nhận ra sự căng thẳng của vương thị nàng đưa tay nhận lấy chén trà ôn hòa cười nói cảm ơn sự ôn hòa hiện tại của nàng phù hợp hơn với ngoại hình của nàng tràn đầy năng lượng thoải mái và phóng khoáng không hề có chút yếu đuối nào. Trà được dâng lên, Chu Lan lấy ra một tờ danh sách lễ vật đưa cho Dương Chính Sơn và nói, đây là quà tạ lễ của tại hạ, Dương Chính Sơn nhận lấy danh sách lễ vật xem, lông mày khẽ nhướng lên. Lễ vật của Chu Lan rất nhiều, bao gồm lụa là vải vóc vàng bạc trang sức, lông thú thuốc thang, đủ loại đủ thứ, tổng cộng có đến 30 món. Trong đó còn có bốn con ngựa chiến, một cây trường thương và một nghìn lượng bạc. Nhìn vào danh sách lễ vật này, Dương Chính Sơn có cảm giác như núi vàng đổ ập xuống đầu. Vải trưởng, quá hào phóng rồi, hắn ước tính danh sách lễ vật này ít nhất cũng phải trị giá 5.000 lượng bạc, thậm chí còn nhiều hơn, rất nhiều thứ hắn còn không biết giá cụ thể. Ví dụ như cây trường thương kia, trên danh sách lễ vật ghi là thương phi ngư mạ vàng. Nó rất thịnh hành trong võ đạo Đại Vinh, binh khí mà võ giả sử dụng có chất lượng rất khác nhau. Ở Dương Gia Thôn, thương sách đã là thứ cực kỳ quý giá, còn trong quân đội, Thương sắc là một trong những loại vũ khí chế thức của võ giả, như cây thương sắc mà Dương Chính Sơn dùng trước đây là do nguyên thân khi còn ở biên quân đã đặc biệt nhờ thợ rèn trong quân chế tạo, đối với nguyên thân mà nói, đó là một vũ khí không tệ. Nếu bán cây thương sắc đó đi, ít nhất cũng có thể thu được 20 lượng bạc. Còn cây thương phi ngư mạ vàng mà Chu Lan tặng này không còn là vấn đề giá trị bao nhiêu tiền nữa. Hoa văn phi ngư giống hình con mãng xà, có vây cá, đuôi rùa, cũng có hai sừng ở hoàng triều đại vinh hoa văn phi ngư chỉ đứng sau hoa văn mãn xà thông thường những vật phẩm có hoa văn phi ngư đều là do hoàng tộc ban thưởng những thứ liên quan đến hoàng tộc chắc chắn là những thứ cực kỳ quý giá thế này có phải là quá quý giá rồi không sau khi hết sốc dương chính sơn kinh ngạc nói chu lan cười nói ta xuất thân từ phủ ninh quốc công dương chính sơn sững người hắn không biết phủ ninh quốc công là thế lực như thế nào ở đại vinh nhưng hắn vẫn hiểu ý nghĩa của quốc công tước vị của đại vinh được chia làm tam cấp công hầu bá và cửu đẳng tức là quốc công nhất đẳng quốc công nhị đẳng quốc công tam đẳng cho đến bá tước tam đẳng tước vị lại được chia làm thế tập và bất thế tập nhưng quốc công thường là thế tập bất thế tập cao nhất chỉ có thể được phong làm hầu nhất đẳng chu lan xuất thân từ phủ ninh quốc công tức là nàng có thể là nữ nhi hoặc tôn nữ của ninh quốc công dù là đích nữ hay thứ nữ thì xuất thân như vậy cũng không phải là thứ mà dương chính sơn hiện tại có thể sánh bằng chu lan nói về xuất thân của mình không phải để nâng cao thân phận của mình mà chỉ muốn nói rằng lễ tạ của nàng không hề quý giá dương chính sơn im lặng một lát rồi nói vậy thảo dân xin nhận núi vàng đổ xuống hắn có thể từ chối không câu trả lời là không thể quân tử yêu của cải nhưng phải có đạo lễ tạ của chu lan không phải là của phi nghĩa tại sao hắn phải từ chối những thứ chu lan tặng trước đó là chiến lợi phẩm còn lần này mới là lễ tạ thấy dương chính sơn nhận lễ vật chu lan nở nụ cười nàng không cho rằng dương chính sơn là người tham tài bởi vì trước khi đến nàng đã điều tra về dương chính sơn kể cả những chiến lợi phẩm nàng để lại lần trước dương chính sơn đã xử lý như thế nào nàng đều đã tìm hiểu từ cách Dương Chính Sơn xử lý chiến lợi phẩm, nàng biết Dương Chính Sơn không phải là người tham tài. Chính vì vậy nàng mới chuẩn bị lễ tạ hậu hĩnh như vậy, nếu không thì dù có đến, nàng cũng sẽ không mang nhiều thứ đến như vậy. Lần này ta đến ngoài việc cảm ơn Chính Sơn Huynh đã cứu mạng, còn có một chuyện muốn thương lượng với Chính Sơn Huynh. Chu Lan lại nói. Chu Tướng Quân cứ nói. Dương Chính Sơn đặt danh sách lễ vật xuống, cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm ta muốn mời chính sơn huynh quay về trùng sơn quang chu lan dùng đôi mắt trong trẻo nhìn dương chính sơn chân thành nói quay về dương chính sơn suy nghĩ một chút liền hiểu ra chu lan đã điều tra rõ lai lịch của hắn hắn ngẩng đầu lên ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung tại sao phương pháp luyện binh chu lan nhẹ nhàng nói trận chiến trước nàng đã phát hiện ra rằng những thanh niên trai tráng của dương gia thôn rất đặc biệt mặc dù trang bị rất kém sức chiến đấu cũng không mạnh nhưng họ lại có nền tảng để trở thành tinh nhuệ đặc biệt là khi biết dương chính sơn chỉ huấn luyện họ trong một tháng biến họ từ một đám nông dân trở thành bộ dạng như thế này nàng càng kinh ngạc về dương chính sơn luyện binh không phải là chuyện đơn giản làm thế nào để biến một đám dân thường thành một đội quân tinh nhuệ trong đó cần phải có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm trấn tiêu doanh của trấn trùng sơn trở thành tinh nhuệ là vì trấn trùng sơn đã đầu tư phần lớn tài nguyên vào năm trấn tiêu doanh mất nhiều năm mới luyện ra được đội quân tinh nhuệ này nhưng dương chính sơn thì sao chỉ trong một tháng đã huấn luyện một đám nông dân có bài bản vì vậy sau khi phát hiện ra năng lực của dương chính sơn nàng đã nghĩ đến việc kéo gần quan hệ với dương chính sơn vì vậy nàng đã gọi một tiếng dương đại ca không ngờ nó lại khiến dương chính sơn nổi hết cả da gà luyện binh dương chính sơn cao mày hắn không cho rằng mình sẽ luyện binh Phương pháp luyện binh của hắn chỉ là kết hợp kinh nghiệm huấn luyện quân sự kiếp trước, không phải là thủ đoạn lợi hại gì. Dựa theo ký ức của thân xác này, biên quân cũng được huấn luyện theo phương pháp tương tự. Ta nghĩ ngài đã nhầm, con cháu của dương gia thôn đều đã học võ, mặc dù họ không trở thành võ giả nhưng họ vốn đã có võ nghệ trong người. Dương Chính Sơn nói, không, võ nghệ không phải là điều quan trọng nhất, ta coi trọng là tính kỷ luật của họ. Ngay ngắn như một, tiếng thoái có độ, lệnh ra thì cấm." Chu Lan nhẹ nhàng nói. Dương Chính Sơn bừng tỉnh. Quả thật, về tính kỷ luật, quân nhân kiếp trước phải mạnh hơn nhiều so với tướng sĩ ở đây. Thật ra những nội dung huấn luyện quân sự của tướng sĩ đều liên quan đến kỷ luật, chẳng hạn như đứng nghiêm, xếp hàng, nội vụ, vân vân đều là để nâng cao tính kỷ luật của đội ngũ. Ta không thể đảm bảo có thể huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ." Dương Chính Sơn nói hắn không ngại đến trùng sơn quan dù sao hắn cũng sớm có ý định rời khỏi dương gia thôn hơn nữa nếu muốn hắn đến trùng sơn quan thì phải sắp xếp cho hắn một chức quan đã chứ chỉ cần huynh đồng ý đi là được chu lan mắt sáng lên vui mừng nói thật ra dương chính sơn đã hiểu lầm một điều biên quân trong ký ức của thân xác này là biên quân đã có thâm niên 20 năm còn biên quân hiện nay đã không còn giữ được uy thế như trước nữa Trấn Tiêu Doanh là tinh nhuệ nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ của biên quân Trấn Trùng Sơn. Trấn Trùng Sơn có 10 vạn tướng sĩ, trong khi tổng số tướng sĩ của năm Trấn Tiêu Doanh chỉ có hơn một vạn 5.000 người. Dương Chính Sơn cho rằng tướng sĩ của biên quân đều giống như năm Trấn Tiêu Doanh thì đó là sai lầm lớn. Trận chiến trước, Huynh cũng được coi là lập chiến công, hơn nữa trước đây Huynh còn là tướng sĩ của Trùng Sơn Quang, vì vậy để Huynh trở về Trùng Sơn Quang vẫn rất dễ dàng nhưng dù sao huynh cũng đã rời khỏi trùng sơn quan 20 năm, hiện tại chỉ là một thường dân, trở lại trùng sơn quan không thể đảm nhiệm vị trí quá quan trọng, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp huynh xin được chức quan thử bách hộ, đảm nhiệm chức quan đồn bốt. Chu Lan có chút ngượng ngùng nói. Mặc dù nàng xuất thân từ phủ ninh quốc công nhưng ở trùng sơn quan, nàng chỉ là tướng quân du kích của trấn tiêu doanh, trên nàng còn có phó tổng binh, tổng binh, tuần phủ và nhiều quan chức khác, xuất thân và địa vị của những người này đều không thấp hơn nàng hơn nữa nàng còn là nữ nhi, mặc dù trong quân đội không thiếu nữ trung hào kiệt nhưng nói thật lòng, trong quân đội, nữ tử xử sự khó khăn hơn nam tử rất nhiều, cho dù nàng xuất thân cao quý thì cũng có rất nhiều việc thân bất do kỹ. Nhưng Huynh yên tâm, ta để Huynh đảm nhiệm chức quan đồn bốt chính là muốn Huynh huấn luyện binh lính trong đồn, nếu Huynh có thể huấn luyện họ thành tinh nhuệ, ta nhất định sẽ xin công cho Huynh. Chu Lan sợ Dương Chính Sơn không hài lòng với chức quan mà nàng xin được, vội vàng đảm bảo. Thật ra nàng đánh giá khá cao Dương Chính Sơn, nàng cảm thấy chức thử Bách hộ này thấp nhưng trong mắt Dương Chính Sơn, chức quan này đã rất cao rồi. Thử Bách hộ là chức quan từ lục phẩm, trước đây Dương Chính Sơn muốn làm một tuần kiểm chính cửu phẩm cũng không được, có tư cách gì để chê chức thử Bách hộ từ lục phẩm. Tất nhiên, chức quan trong quân đội có hơi cao, thử Bách hộ xét về phẩm cấp thì còn cao hơn cả tri huyện chính thất phẩm nhưng xét về quyền thế, thử Bách hộ căn bản không thể sánh được với tri huyện. Đừng nói đến tri huyện, ngay cả tuần kiểm chính cửu phẩm cũng tốt hơn thử bách hộ trong quân đội. Quan đồn bốt, nói cho cùng thì chỉ là một chức quan quản lý một tòa đồn bốt, trong đồn bốt chỉ có hơn 100 hộ quân, dưới trướng cũng chỉ có hơn 100 binh lính. So sánh ra thì tuần kiểm chính cửu phẩm cũng có mấy chục hoặc hơn 100 cung binh, hơn nửa tuần kiểm nắm giữ rất nhiều chức quyền, lại có nhiều, dầu mỡ, dễ kiếm chát, tốt hơn chức quan đồn bốt rất nhiều. Đáng tiếc là hiện tại Dương Chính Sơn không có tư cách lựa chọn, người ta cho gì thì hắn phải nhận nấy, dù sao cũng tốt hơn là ở lì trong cái thôn nhỏ dương gia thôn này. Tướng quân cũng đã nói, tại hạ chỉ là một thường dân thôi. Được tướng quân coi trọng, đã là vinh hạnh của tại hạ. Dương Chính Sơn nịnh nọc nói. Chu Lan thấy hắn không chê bai, nở nụ cười nói, được, không biết khi nào Chính Sơn huynh có thể đến trùng Sơn quan nhậm chức, Dương Chính Sơn trầm ngâm một lát nói trong nhà còn rất nhiều việc phải xử lý e là phải mất nửa tháng mới được trước khi đến trùng sơn quang hắn phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà hiện tại đang vào vụ xuân canh hắn vừa mới tìm được bốn nhà tá điền những việc này đều phải sắp xếp cẩn thận ngoài ra nếu hắn đến trùng sơn quang thì không thể một mình đi không biết ta có thể dẫn theo một số người đi cùng không dương chính sơn hỏi được hai tổng kỳ mười tiểu kỳ huynh có thể tự sắp xếp. Sau khi vào đồn thì không đổi hộ tịch, quân tịch sẽ được đặt tại trấn tiêu tả doanh, Chu Lan dừng lại một chút, cảm thấy nên nói rõ ràng sự sắp xếp của mình với Dương Chính Sơn. Để huynh làm quan đồn điền chỉ là một lần thử nghiệm, nếu huynh làm tốt, ta sẽ mời huynh gia nhập trấn tiêu tả doanh. Ta sắp xếp cho huynh đến Lâm Quang Đồn, nằm ngay phía tây của Trùng Sơn Quang, cách Trùng Sơn Quang chưa đầy 10 dặm. Đó là một tòa đồn đã bị bỏ hoang từ 10 năm trước, sau khi huynh đến đó cần phải xây dựng lại còn về quân hộ trong đồn ta đã cho người chiêu mộ rồi lần này kỵ binh hồ tộc vào biên giới không ít bách tính biên giới gặp nạn chúng ta sẽ biên chế họ vào quân hộ lấp đầy chỗ trống trong đồn điền dương chính sơn nghe xong thì gật đầu đây là chuyện tốt đồn điền mới có nghĩa là bắt đầu mới lợi ích liên quan tương đối ít có lợi cho hắn kiểm soát hơn nữa hắn còn có thể dẫn theo hơn 10 người đi điều này càng có lợi cho hắn hơn sự sắp xếp của chu lan rất chu đáo đặc biệt là không đổi hộ tịch dân thôn của dương gia thôn đều là nông hộ còn tướng sĩ trong đồn điền đều là quân hộ so với hai bên thì nông hộ mạnh hơn quân hộ rất nhiều nếu cần phải đổi hộ tịch thì thôn dân của dương gia thôn e rằng không muốn đi tướng quân đã cân nhắc chu đáo thảo dân vô cùng cảm kích dương chính sơn đứng dậy chắp tay cảm ơn chu lan cũng đứng dậy vậy thì quyết định như vậy nửa tháng có vẻ hơi gấp một tháng đi một tháng sau ta hy vọng có thể gặp chính sơn huynh ở trùng sơn quan nói xong nàng cáo từ dương chính sơn đưa nàng ra khỏi dương gia thôn đứng ở đầu thôn cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của họ mới quay mặt đi vị tướng quân đó đã nói gì với ngươi dương chính tường đã không kìm nén được nữa nên lên tiếng hỏi ngài ấy mời ta trở về trùng sơn quan dương chính sơn mỉm cười nói trở về trùng sơn quan dương chính tường sửng sốt hoàn toàn không hiểu hắn có ý gì thử bách hộ quan đồn điền ta hiện tại cũng coi như có chức quan rồi dương chính sơn nói dương chính tường ngây người một lúc lâu mới hiểu ra hắn nhìn dương chính sơn với vẻ mặt đầy kinh ngạc thật ư chắc chắn chứ ha ha thật tốt quá thật tốt quá dương chính tường vuốt râu cười sảng khoái không được lúc này phải báo cáo với tổ tiên đã ta sẽ về chuẩn bị tế tổ ngay giọng nói kích động của hắn có chút run rẩy tộc dương thị đã có một vị quan cho dù chỉ là một thử bách hộ thì cũng là chuyện đáng mừng thật ra tổ tiên của tộc dương thị cũng từng có người làm võ quan hơn nữa còn là một phó thiên hộ nếu không thì tộc dương thị cũng không thể cắm rễ ở huyện an ninh cũng không có truyền thừa võ đạo đáng tiếc là sau này tộc dương thị không còn xuất hiện nhân vật nào đáng khen ngợi cho đến tận bây giờ tộc Dương Thị mới lại có người làm quan. Dương Chính Tường đương nhiên là vui mừng không xiết. Khoan đã, ta còn có chuyện muốn bàn với tộc trưởng, Dương Chính Sơn vội vàng kéo hắn lại, kể sơ qua cuộc nói chuyện của hắn với Chu Lan, đặc biệt là chuyện hắn muốn dẫn theo một số người đến trùng Sơn Quang. Hắn muốn dẫn người đến trùng Sơn Quang, đương nhiên cần có sự ủng hộ của Dương Chính Tường, vị tộc trưởng này. Kết quả là sau khi Dương Chính Tường nghe xong, hắn càng kinh ngạc hơn, kinh ngạc đến mức suýt ngất xỉu. Hai tổng kỳ, mười tiểu kỳ. Đây đều là những chức quan có phẩm cấp, mặc dù chỉ là chức quan có phẩm cấp thấp nhất trong quân đội nhưng dù sao cũng là có phẩm cấp. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu được một câu nói. Một người đắc đạo, gà chó cũng lên tiên. Dương Chính Sơn chỉ là một thử bách hộ, đã khiến tộc Dương Thị có thêm hơn 10 võ quan cấp thấp. Ngươi có ứng cử viên nào không? Sau một hồi khó khăn mới đè nén được sự kinh ngạc trong lòng, Dương Chính Tường hỏi. Minh Chí, Minh Vũ làm tổng kỳ, Thừa Trạch, Thừa Hút và Cần Vũ làm tiểu kỳ, bảy người còn lại do ngài chọn, Minh Huy thì không cần đi, sau này nội tộc còn phải dựa vào hắn, Dương Chính Sơn cân nhắc nói. Dương Minh Chí là nhi tử của hắn, hắn đương nhiên phải coi trọng hơn một chút. Dương Minh Vũ hiện tại là võ giả, võ công vô cùng xuất chúng, người khác hắn có thể không dẫn theo, Dương Minh Vũ thì hắn nhất định phải dẫn theo. Còn Dương Minh Huy là trưởng tử của Dương Chính Tường, tuổi hắn hơi lớn, hiện tại đã gần 40 tuổi, Dương Chính Sơn không thể tốn quá nhiều nước linh tuyền để bồi dưỡng hắn. So sánh ra thì hắn càng muốn bồi dưỡng Dương Thừa Trạch hơn. Dương Thừa Trạch là cháu đích tôn của Dương Chính Tường và cũng là trưởng tử của Dương Minh Huy, dẫn theo hắn cũng coi như là có lời giải thích với Dương Chính Tường và Dương Minh Huy. Tuy nhiên Dương Chính Tường không để ý đến những điều này, ngược lại còn hỏi, Minh Thành đâu? Ngươi không dẫn Minh Thành đi ư, những chuyện trong nhà vẫn cần minh thành xử lý ta vừa đến trùng sơn quan e rằng có nhiều việc không tiện đợi ta ổn định rồi sẽ để nó qua sau dương chính sơn nói dương chính tường suy nghĩ một chút rồi nói được rồi ngươi sắp xếp ổn thỏa là được đây là chuyện gia đình của dương chính sơn hắn cũng không tiện nói nhiều sau khi chia tay dương chính tường dương chính sơn trở về nhà hắn vừa bước vào cửa thì nghe thấy có người đang ồn ào con ngựa này là của đệ, đại ca nhị ca, hai người đừng giành với đệ. Dương Chính Sơn nghe tiếng nhìn lại thì thấy Dương Minh Hạo như gà mẹ bảo vệ gà con, bảo vệ một con ngựa chiến màu đỏ tía. Chu Lan đã để lại cho hắn bốn con ngựa chiến, mà con ngựa chiến màu đỏ tía này là cao lớn và đẹp nhất. Cha! Con ngựa này cho con có được không? Thấy Dương Chính Sơn trở về, Dương Minh Hạo vội vàng tiến lên cầu xin. Dương Chính Sơn liếc nhìn đứa nhi tử ngốc nghếch này, cút sang một bên chơi đi không có việc của con hả dương minh hạo hoàn toàn không ngờ dương chính sơn lại nói như vậy vẻ mặt phấn khích lập tức trở nên buồn rười rượi cha bốn con ngựa mỗi người một con không phải là vừa đẹp ư tuy nhiên dương chính sơn không thèm để ý đến hắn đi đến trước bốn con ngựa chiến tỉ mỉ quan sát chúng hắn đương nhiên không biết xem ngựa nhưng điều đó không quan trọng hắn chỉ cần chọn con ngựa cao lớn nhất là được dương chính sơn đưa tay vuốt ve con ngựa chiến màu đỏ tía nhẹ giọng nói từ hôm nay trở đi mày sẽ được gọi là hồng vân hí hí hồng vân hí một tiếng thân thiết cọ cọ vào cánh tay dương chính sơn đây đúng là một con ngựa không sợ người dương chính sơn nhếch miệng cười quay sang nói lão đại lão nhị các con mỗi người chọn một con con còn lại đưa cho minh vũ cha dương minh hạo sốt ruột dương chính sơn bất đắc dĩ nhìn hắn nói sau này cha sẽ mua cho con một con khác, tổng cộng chỉ có bốn con ngựa chiến, mặc dù Dương Minh Hạo là nhi tử của hắn nhưng hắn vẫn phải đưa cho Dương Minh Vũ một con. Bởi vì Dương Minh Vũ là võ giả, hơn nữa sau này Dương Minh Vũ sẽ là tổng kỳ dưới quyền hắn, hắn chắc chắn phải chăm sóc Dương Minh Vũ nhiều hơn. Còn Dương Minh Hạo, tiểu tử này còn chưa đến 15 tuổi, một tiểu tử nửa mùa, cưỡi ngựa làm gì, nghĩ đến việc cưỡi ngựa, Dương Chính Sơn đột nhiên nghĩ đến việc có nên tìm mối cho Dương Minh Hạo không không phải ngựa thì liên quan gì đến vợ chứ sao lại nghĩ đến chuyện này dương chính sơn lắc đầu vứt bỏ những thứ lộn xộn đó ra khỏi đầu cha sẽ tìm vợ cho con trước dương minh hạo đúng là nên tìm mối rồi trước tết hắn đã nghĩ đến chuyện này nhưng vì chuyện kỵ binh hồ tộc xâm nhập biên giới nên đã trì hoãn lại tiếp theo hắn phải đến trùng sơn quang e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể lo chuyện này chi bằng nhân lúc bây giờ còn rảnh định luôn chuyện hôn sự của dương minh hạo thật ca vừa nghe dương chính sơn nói sẽ tìm vợ cho mình dương minh hạo vừa nãy còn mặt mày ủ rũ lập tức phấn chấn hẳn lên lập tức quên bén chuyện chí mã ngựa nào tốt bằng vợ so với ngựa hắn muốn cưới vợ hơn dương chính sơn lười để ý đến đứa nhi tử ngốc nghếch này quay sang gọi về phía nhà bếp vợ lão đại vợ lão đại cha vương thị lau tay bước ra từ nhà bếp con đi tìm bà mối xem có cô nương nào thích hợp với lão tam không dương chính sơn dặn dò trưởng tẩu như mẹ dương chính sơn không có vợ việc này chỉ có thể nhờ vương thị ra mặt hôn nhân không tình yêu đừng nói đến hai người kết hôn ngay cả cha mẹ cũng không rõ nhân phẩm của đối phương tất nhiên trước khi đính hôn dương chính sơn vẫn có thể gặp mặt con dâu tương lai nhưng cũng chỉ có thể gặp vài lần căn bản không thể hiểu rõ sâu sắc được rồi với tư cách là cha chồng tương lai cũng không tiện tìm hiểu sâu về con dâu dương chính sơn cảm thấy chuyện kết hôn này khá phiền phức vợ hiền ba đời hưng thịnh vợ giữ cả đời tan nát hắn đương nhiên hy vọng dương minh hảo cưới được một người vợ hiền nhưng chuyện này hắn không tiện đích thân làm chỉ có thể nhờ vương thị yêu cầu của hắn cũng không cao chỉ cần giống vương thị và lý thị là được vương thị và lý thị tuy là thôn phụ ít hiểu biết nhưng tính tình hai người hiền lành chăm chỉ có lẽ không thể giúp nhà họ Dương làm nên chuyện lớn nhưng có thể chăm sóc cả gia đình, con dâu như vậy là đủ rồi. Vâng, cha, chiều nay con sẽ đi hỏi bà Vương. Vương thị vừa nghe nói phải tìm vợ cho lão Tam, lập tức vui vẻ đồng ý, là trưởng tẩu, nàng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý như vậy. Hơn nữa nàng cũng muốn tìm cho Dương Minh Hạo một người vợ tốt, dù sao sau này mọi người còn phải sống chung, nàng không muốn tự chút phiền phức cho mình con hỏi trước đi, nếu có người thích hợp thì báo cho cha biết. Cha sẽ đích thân đi xem. Dương Chính Sơn nói. Cha, con muốn nói vài câu với đại tẩu, Dương Minh Hạo thấy vậy, không nhận được chạy đến trước mặt Vương Thị thì thầm. Dương Chính Sơn cũng lười quan tâm đến việc họ đang thì thầm gì, quay sang nhìn những thứ khác trong sân. May mà sân nhà họ Dương đủ rộng, nếu không thì ngay cả lễ vật của Chu Lan cũng không để vừa. Đầu tiên hắn chú ý đến cây thương phi ngư mạ vàng, Cầm Thương vung vẩy vài cái, hắn cười nói: "Thương tốt, cây thương này nặng hơn cây thương cũ của hắn rất nhiều, ước chừng phải hơn 50 cân." Nhưng với sức lực của hắn, vung vẩy lên không hề tốn sức, ngược lại còn thuận tay hơn. Bên cạnh, Dương Minh Thành và Dương Minh Chí đã chọn được chiến mã, nhìn cây thương trong tay hắn với vẻ hâm mộ. Bọn họ đều mong mình cũng có thể có một cây thương tốt. Dương Chính Sơn lại vung vẩy thêm vài cái, sau đó mới dừng lại xem những vật phẩm khác vải vóc lụa là, trang sức vàng bạc. Hắn nhìn những thứ này, trong mắt lóe lên một tia khác lạ. Chu Lan đã chuẩn bị theo số lượng người trong nhà hắn, ví dụ như những trang sức vàng bạc kia, rõ ràng là bốn bộ. Mỗi bộ đều bao gồm trâm cài, trâm cài tóc, trâm dài, hoa tai, vòng tay, vân vân, là một bộ trang sức hoàn chỉnh, nhìn qua không tính là đặc biệt quý giá nhưng đối với nhà họ Dương mà nói, đây đã là thứ rất khó có được. Mà nữ tử nhà họ Dương có mấy người, vương thị lý thị dương vân tuyết cùng với dương vân yên đã xuất giá vừa vặn là bốn người còn dương thanh uyển đứa nhỏ kia mới biết bò đương nhiên không cần dùng đến trang sức còn vải vóc cũng được chuẩn bị theo số lượng người nhà họ dương vị chu tướng quân này đúng là chu đáo dương chính sơn suy nghĩ một chút liền chia đồ cho từng phòng cha đây là của con ư dương vân tuyết mặt mày hớn hở hỏi ừ của con, cất kỹ vào, sau này để làm của hồi môn. Dương Chính Sơn xoa xoa đầu Dương Vân Tuyết. Cảm ơn cha. Dương Vân Tuyết mày mở mắt cười, khuôn mặt non nớt như một đóa hoa đang nở rộ, thêm vài phần rực rỡ. Sau đó, Dương Chính Sơn lại chọn một số lông thú và thảo dược để riêng ra. Còn một nghìn lượng bạc, Dương Chính Sơn cân nhắc hồi lâu. Lễ vật cảm ơn này không chỉ nên là của hắn lúc đó giúp Chu Lan còn có hơn trăm thanh niên trai tráng của Dương Gia Thôn, hắn xuất lực nhiều nhất, có thể lấy phần lớn nhưng không thể bỏ hết vào túi mình. Suy nghĩ một chút, Dương Chính Sơn lấy ra 200 lượng để vào tủ của mình, mang 800 lượng còn lại đến nhà Dương Chính Tường. Lúc này, Dương Chính Tường đang ở nhà cùng mấy tộc lão bàn bạc chuyện tế tổ, thấy Dương Chính Sơn đến, hắn cùng mấy tộc lão lập tức nhiệt tình nghênh đón. Chúng ta đang bàn bạc chuyện tế tổ, ngươi đến thật đúng lúc, tế tổ. Có gì mà phải bàn bạc? Dương Chính Sơn không hiểu. Tế tổ thì không có gì phải bàn bạc nhưng chúng ta có nên mở tiệc không? Đây là chuyện đại hỷ của tộc Dương Thị chúng ta nên mời một số hương thân đến chung vui. Dương Chính Tường nói. Mừng là một lý do, khoe mới là mục đích. Tất nhiên, khoe không phải để thỏa mãn lòng hư vinh của họ, mà là muốn thông qua tiệc rượu để thông báo chuyện Dương Chính Sơn làm quan cho những hương thân xung quanh, từ đó tuyên truyền sự thịnh vượng và hùng mạnh của tộc Dương Thị, răng đe những kẻ tiểu nhân ghen tị với tộc Dương Thị. Dương Chính Sơn suy nghĩ một chút, vậy thì mở tiệc đi, mở tiệc cũng không tốn kém bao nhiêu, bày hai ba mươi bàn cũng không tốn bao nhiêu bạc. Chuyện hắn sắp đến trùng Sơn quan không phải là bí mật, cũng không thể giữ bí mật, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. Được thăng quan phát tài, đương nhiên phải mời bạn bè thân thích đến chung vui. Trước khi đến trùng Sơn quan dương chính sơn cũng muốn mời một số người đến nhà làm khách vậy thì làm đi tiền bạc do tộc chi trả trước đó còn dư không ít bạc dương chính tường thấy hắn đồng ý hài lòng gật đầu dương chính sơn xua tay nói chuyện tiền bạc ta tự bỏ ra là được sau này tộc còn nhiều chỗ cần dùng tiền nói xong hắn bê chiếc rương gỗ trong tay vào nhà đây là gì dương chính tường hỏi dương chính sơn mở rương lấy số bạc trắng xóa bên trong ra trước mặt mọi người. 800 lượng bạc, ta muốn giúp tộc xây dựng một trường học, đường xá trong thôn cũng nên sửa sang lại, nhìn số bạc trắng xóa, dù là Dương Chính Tường hay các tộc lão, mắt cũng muốn lòi ra ngoài. Muốn làm giàu trước tiên phải sửa đường. Dương gia thôn cách quan đạo không xa, chỉ khoảng 4 năm dặm nhưng đoạn đường đó là đường đất, cứ đến mùa mưa tuyết là đường sẽ lầy lội không đi được. Còn về trường học, mặc dù tộc dương thị có truyền thừa võ đạo nhưng những người có thể trở thành võ giả chỉ là số ít có trường học con cháu tộc dương thị có thể thông qua khoa cử để nâng cao địa vị võ đạo khoa cử song song chắc chắn sẽ tốt hơn là chỉ đi một con đường nếu còn dư thì mua thêm đất làm sản nghiệp của tộc sau này thu hoạch có thể dùng cho trường học cũng có thể dùng để chăm sóc tộc nhân dương chính sơn lại nói Dương Chính Tường phải mất rất nhiều sức lực mới dời được mắt khỏi số bạc, không ổn lắm đâu, Chính Sơn, ngươi đã chăm sóc tộc rất nhiều rồi, để ngươi bỏ tiền ra xây trường học, sửa đường, chúng ta thật sự không đành lòng. Đúng vậy, chúng ta đều biết ngươi muốn chăm sóc tộc nhân nhưng ngươi như vậy chúng ta không chịu nổi đâu, tộc còn tiền, tương lai chúng ta cũng sẽ xây trường học, không cần ngươi bỏ tiền ra. Vài tộc lão lần lượt lên tiếng khuyên can. Bọn họ không phải không muốn xây trường học, chỉ là cảm thấy không đành lòng. Trước đó Dương Chính Sơn đã giúp tộc rất nhiều, lần này lại còn dẫn theo hơn 10 tử đệ trong tộc đến Trùng Sơn Quang, những việc này đối với cả tộc Dương Thị đều là đại ân. Dương Chính Sơn cười cười, trường học phải nhanh chóng xây dựng, ta hy vọng sau này tộc Dương Thị chúng ta đều là văn võ song toàn, hắn không nói những lời cảm tạ này có một phần của thanh niên Dương Gia Thôn, nếu như Chu Lan đã đưa đồ cho hắn, vậy thì đó là của hắn hắn nguyện ý chia cho tộc một phần đó là hắn chăm sóc tộc đây là ban ơn hắn muốn trói chặt tộc dương thị vào mình sau này dù hắn đi đến đâu tộc dương thị cũng sẽ là trợ lực của hắn hắn muốn mỗi một tử đệ họ dương đều nhớ ơn hắn muốn tất cả tử đệ họ dương sau này đều vì hắn mà tận lực hắn tin rằng nhân nào quả nấy tương lai ắt sẽ có kết quả thật ra hiện tại hắn đã thu hoạch được mấy quả ngọt dương minh vũ dương thừa trạch dương thừa húc dương cần vũ những tử đệ họ dương này đều vô cùng kính trọng hắn mặc dù hiện tại bốn người này còn rất yếu nhưng chỉ cần hắn tiếp tục đầu tư tin rằng không lâu nữa họ sẽ trở thành thuộc hạ trung thành nhất của hắn dương chính sơn cũng không phải là người tốt bụng hắn làm như vậy chỉ là để thu phục lòng người mà thôi được rồi chuyện này cứ quyết định như vậy tộc trưởng trước tiên hãy cất bạc đi những việc còn lại phải do ngài làm mới được ta e là không giúp được gì. dương chính sơn cũng không đợi họ phản đối, trực tiếp chốt hạ. dương chính tường và những người khác nhìn nhau, cười nói, vậy bọn ta sẽ thay mặt tộc nhân nhận, ngươi yên tâm, số bạc này bọn ta sẽ dùng hết cho tộc nhân, tuyệt đối sẽ không tham ô một xu một cách. ha ha, ta tin các vị. dương chính sơn cười nói, nhân phẩm của dương chính tường vẫn đáng để hắn tin tưởng. Từ nhà Dương Chính Tường trở về đã là giữa trưa, cơm nước trong nhà đã chuẩn bị xong, cả nhà vui vẻ ăn một bữa cơm. Buổi chiều, Vương thị xách một cái giỏ mây đến Vương gia thôn bên cạnh. Trước đó, bà Vương mà Vương thị nói với Dương Chính Sơn chính là bà mối của Vương gia thôn, mà nhà mẹ đẻ của nàng cũng ở Vương gia thôn, lần này đến Vương gia thôn cũng tiện thể về thăm nhà mẹ đẻ. Vương gia có ba nhi tử một nữ nhi, nữ nhi chính là Vương thị, cũng giống như Dương gia, Vương gia cũng là một đại gia đình sống chung vương thị đến vương gia thôn liền thấy trước cửa nhà mẹ đẻ của bà tụ tập một đám đông trong sân còn truyền đến từng trận tiếng cãi vã nữ nhân chanh chua chửi nhau lời nào khó nghe thì chửi lời đó vương thị không cần nhìn cũng biết tình hình trong nhà thế nào nàng thở dài không tiến lên chỉ lặng lẽ đứng ở góc tường chờ đợi nhà mẹ đẻ của nàng chính là như vậy ba tổ tử ngày nào cũng cãi nhau mà mẹ nàng lại là người nhu nhược căn bản không chế ngự được ba nàng dâu so với nhà mẹ đẻ nàng thích nhà chồng hơn vợ của nguyên thân tuy là người cứng rắn nhưng mọi việc đều phân định rõ ràng ngoài việc làm việc có phần cường thế thì chưa từng hành hạ con dâu sau khi vợ của nguyên thân qua đời vương thị đột nhiên phải tiếp quản công việc gia đình rất lâu sau vẫn làm lộn xộn may mà nguyên thân đối với chuyện gì cũng thờ ơ cũng chưa từng làm khó vương thị sau đó dương chính sơn đến cuộc sống trong nhà ngày càng tốt hơn cuộc sống của vương thị cũng ngày càng thuận lợi mặc dù ngày nào cũng bận rộn, còn bị Dương Chính Sơn ép luyện võ nhưng Vương Thị lại rất vui vẻ. Nghe tiếng cãi vã từng trận truyền đến từ trong sân nhà mẹ đẻ, Vương Thị không khỏi nhớ đến mẹ chồng của nàng. Nếu mẹ chồng là mẹ ruột của nàng thì làm sao có thể dung túng cho ba tẩu tử ngày nào cũng cãi nhau. Nhớ đến mẹ chồng, trong lòng Vương Thị không khỏi bùng lên một cơn tức giận. Nàng đứng phát dậy, tránh ra, tránh ra, xô đẩy những người dân trong làng đang hóng chuyện, Vương thị chen vào cửa lớn nhà mẹ đẻ. Quả nhiên, trong sân đã loạn cào cào, không chỉ ba tổ tử đang cãi nhau, mà mấy đứa cháu cũng đang đánh nhau khắp sân. Còn cha và mẹ nàng thì đứng trước cửa nhà chính, tức giận đến mặt đỏ tía tai. Ba ca ca của nàng thì đứng trong sân với vẻ mặt xấu hổ, vừa muốn khuyên ca nhưng lại không biết phải khuyên thế nào. Vương thị thấy vậy, cơn tức giận trong lòng càng bùng lên. Thật ra nàng rất rõ nhà mẹ đẻ tại sao lại thành ra như vậy đều là do nghèo đói. Trước đây, Dương gia ít ra còn có 20 mẫu ruộng, tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng không đến nỗi không có cái ăn. Còn Vương gia chỉ có 10 mẫu ruộng, nếu trông chờ vào ruộng thì không thể nuôi sống được cả gia đình. Để có cơm ăn, các phòng tự nhiên phải tranh giành với nhau. Không tranh giành thì sẽ phải đói bụng, bản thân đói bụng thì không sao nhưng con cái cũng phải chịu đói. Trong hoàn cảnh như vậy, dù là nữ nhân tốt đến đâu cũng trở thành đàn bà chanh chua không chanh chua thì không được tất cả đều im miệng cho ta vương thị chạy vào sân dùng giọng lớn nhất trong đời gào lên tiếng gào của nàng có thể nói là chấn động cả ngàn người trong nháy mắt sân trở nên yên tĩnh không chỉ trong sân mà ngay cả những người dân trong làng đang hóng chuyện bên ngoài cũng đều ngậm chặt miệng tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vương thị khuôn mặt tròn trịa của vương thị đỏ bừng vì tức giận đôi mắt tròn xoe sáng ngời Nói ra thì Vương thị cũng chỉ là một tiểu cô nương 20 tuổi, thêm vào đó tính tình có phần nhu mì, nói chuyện đều nhẹ nhàng, giống như hôm nay tức giận quát lớn như vậy, đừng nói đến người ngoài, ngay cả cha mẹ nàng cũng chưa từng thấy. Nha nha, sao con lại về rồi? Mẹ Vương thị lúc đầu còn kinh ngạc, sau đó có chút hoảng hốt hỏi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.